Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì dạo gần đây các bạn rất là nhiều bạn Builder đã xôn xao về cái con chatbot này. Nó giống như là con bot chatbot GPT đó các bạn. Nó rất là ok luôn. Cho nên là có khả năng là nó sẽ rất là tốt trong tương lai nha. Chúng ta sẽ xem một số hình ảnh của nó nè. Đó. Nếu A lớn hơn, nếu A đến B, B lớn hơn C hả? Hãy so sánh A với C. Đó, ta có thể kết luận rằng A lớn hơn C đó. Nói chung là cái này là đoạn chat mà những cái bạn nó ghi lại ha. Có con AI này thì hệ sinh thái Bi bao nhiêu Bi cho đủ dùng đây? Và đây mới chỉ là một đáp trong hệ sinh thái Bi. Hãy chờ xem bí mật sẽ được bật mí sau ngày 14 tháng 3. Con AI của dự án Cornet Social trong hệ sinh thái Bi Network cũng khá thông minh và tiềm năng không kém gì chat GPT. Các bạn biết chat GPT là nó nổi đình nổi đám cách đây hơn một tháng các bạn nha. Cho nên là cái con này không thua gì đâu. Tôi đã thử test một vài câu hỏi ở nhiều lĩnh vực. Tôi khuyến khích các beginner nên trải nghiệm nó, đặc biệt có thể sử dụng nó để học tập, làm việc giới thiệu đến những người chưa đầu Bi, nhằm cho họ thấy được hệ sinh thái Bi Network có những tiện ích thông minh ra sao. Mời mọi người tham khảo bên dưới. Đây là một bài viết của một bạn rất là tuyệt vời ha. Bây giờ mình sẽ chúng ta đi vào cái Bi Browser, chúng ta hãy tìm hiểu về cái con này nha. Rồi các bạn hãy đi vào Bi Browser đi các bạn. Rồi các bạn hãy bấm vào chữ Brainstorm giúp mình nha. Rồi các bạn đợi chút xíu để cho nó đi vào Brainstorm. Sau đó các bạn bấm OK giúp mình. Rồi tiếp theo các bạn gõ lên là chữ là Cornet. Connect. Bỏ C nha các bạn nha. Connect Social. Đó, các bạn phải viết nó chính xác nó mới ra nha. Đây, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái này. Được chưa? Đây chính là cái con AI đấy. Rồi, sau đó các bạn kích vào cái chữ là Read More giúp mình. Hoặc là các bạn có thể xem cái video hướng dẫn của nó nè ha. Rồi các bạn bấm Read More. Sau đó các bạn bấm vào chữ là Connect Social nè. Thì trên đây là có Twitter của nó nè ha. Rồi cái này là Telegram, Instagram của nó nha. Còn ở dưới là web app. Thì các bạn có thể bấm vào cái chữ Connect Social này. Các bạn tìm hiểu về cái Twitter của nó cũng được. Nói chung là đại khái các bạn muốn tìm hiểu hơn thì cũng được. Còn hiện bây giờ á, cái này nó hiện ra kệ đó các bạn nha. Kệ đó các bạn. Nó hiện ra như vậy thôi. Nó hơi rắc rối một chút tại vì nó chưa có hoàn thiện cho nên là nó chạy như chưa có ok đó các bạn. Chúng ta search lại một cái thôi. Nó sẽ ra rồi, bấm vô. Rồi bấm Read More. Rồi mình bấm vô web app nha. Để mình đi test cái con này. Đó, bấm vô Connect Social. Web app. Rồi các bạn đợi chút xíu nha, cho nó đi vào web app các bạn. Đó. Sau đó các bạn thấy có 3 dòng nè. Đây là viếng thăm nè, Connect Social nè. Viếng thăm cái trang của nước là các bạn đi vào trang đó các bạn xem. Và ở trên là download API. Có lẽ là nó cũng quảng cáo API và Connect Quick Network. Các bạn bấm vô dòng trên á. Rồi các bạn bấm là OK. Rồi, đến đây các bạn hãy nói là nó hỏi là ai mời các bạn bấm vô cho mình ở này nè. Được chưa? Đấy, xin lỗi đây nè. Xin lỗi làm đại nha. Các bạn ủng hộ mình sử dụng mã giới thiệu này các bạn. Được chưa? Rồi, cái kênh tên phía dưới các bạn chọn giúp mình nha. Chọn là Việt Nam. Được chưa? Nè, nhớ cái dòng này các bạn nha. Nhớ chọn Việt Nam nha. Rồi, sau đó các bạn bấm Next Step giúp mình. Ha. Rồi, đến cái bước này các bạn. Thì nó kêu là các bạn thêm một cái hình vào đây. Tuy nhiên thì khỏi các bạn ha. Nhưng mà chúng ta hãy thêm một cái dòng ở đây là tôi là một beginner đi, ví dụ vậy. Tôi là ghi tiếng Việt các bạn ha. Tôi là beginner. Đó, ghi tiếng Việt thôi. Bấm Next Step nha. Đó, rồi nó kêu các bạn chọn là cái gì nè. Ôi quá chừng luôn.
chọn ít nhất là một nha. Ví dụ như current nè, rồi event nè, rồi new nè, rồi update, các bạn chọn hết cũng được nữa. Hả? Nói chung là không có liên quan gì hết, cũng chọn hết luôn cũng được. Thích thì chọn thôi. Ôi nó nhiều lắm. Olympic gì cũng được, test rồi software rồi cái gì đó. Đủ thứ trên đời ha. Ôi quá chừng luôn. Rồi, sau đó bấm connect các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu để cho nó connect đi. Rồi đó, congratulations. À, bạn đã kết thúc việc connection và ok ha. Ok. Đó. Rồi, Bitcoin sẽ sánh vai cùng BTC và ETH. Ôi. Rồi. Sâu xô rồi. Nó hiện ra rất là nhiều cái cộng đồng của nó các bạn. Ui quá chừng. Rồi chat vô đây coi xem. À, này tìm user các bạn, nó giống như một mạng xã hội vậy đó. Ha. Rồi tiếp theo các bạn kích vào đây nè, ba gạch nè, thấy chưa? Kích vào đây. Các bạn chọn là Zavik AI nè. Kích vào đây. Đó. À, các bạn thấy cái hình nè. Thấy không? Đó nè. Rồi bạn chat với nó nha. Cái bước đầu tiên là cái bước các bạn đăng ký ha. Rồi sau đó các bạn nói là hello nó coi. Xem nó có trả lời như thế nào không. Nói chung là chúng ta bước đầu tiên chúng ta có đăng ký đã, để xem là nó trả lời như thế nào ha. Bạn là ai? Không biết là như thế nào nhưng mà mình thấy nó chưa trả lời các bạn. Không biết là có sai bước nào hay không. Rồi như vậy mình thử vài câu thì nó giải rất là đúng các bạn nha. À, tuy nhiên là nó hơi bị lag các bạn, là đôi lúc là nó không có trả lời. À, nó không có trả lời cho nên là mình phải thoát ra. Vào lại thì nó mới trả lời các bạn. Ví dụ nha, so sánh. Thử là nó có trả lời hay không. So sánh 5 và 15 nào lớn hơn. Đó, ví dụ mình copy sẵn nha. Đó, mình làm thử rồi nó có trả lời được hay không. Nó không trả lời được thì mình thoát ra cho các bạn xem nè. Đó, để xem nó trả lời hay không. Nó không trả lời là mình phải thoát ra các bạn. Nó bị lắc hay sao á. Đó, nó không có trả lời các bạn nha. Thì mình phải làm cái này nè, mình phải trở lại thôi, bởi vì mình nghĩ là nó đang trong quá trình hoàn thiện, đang có phát triển thôi, cho nên là nó còn yếu lắm. Bây giờ mình phải đi vào lại nè. À, rồi mình gõ là connect nè. Cái đây là mình cũng đang test thôi các bạn nha. Cho nên là nó chưa có hoàn thiện mà chúng ta phải biết trước thì chúng ta đăng ký. Thì cách đăng ký ở trong mô tả video á, và cái bình và cái mã giới thiệu á mà có trong mô tả video bình luận đầu tiên đúng các bạn. Bấm connect social nè. Đó, các bạn phải chờ ha. Rồi, để mà đi nhanh đó các bạn bấm vào đây nè. Thấy không? Đó, đi nhanh đó các bạn, bấm vào đó. Này rất là nhiều người sử dụng nè. Đó, rồi mình sẽ dán ha. Mình sẽ dán cái cụm hồi nãy vô, mình enter. Đó, các bạn thấy không? Số 15 lớn hơn số 5 hay chưa? Nó mới trả lời. Là nó bị giống như nó bị lắc các bạn, nó không có đi được. Nhưng mà quay lại thì nó trả lời. Đó. Thì hy vọng là các bạn sử dụng đi các bạn ha, chúng ta tìm hiểu thử.
thì cái việc là connect vào cái app Bi á thì nó giống như là Bi trên Mon vậy đó, nó sẽ lấy cái username của các bạn á, chứ không có lấy cái mật khẩu nha. Khi mà nó bắt các bạn điền mật khẩu thì các bạn không nên nha. Còn này nó không có gì hết, chúng ta connect để chúng ta nó lấy cái username thôi ha. Rồi các bạn có thể sử dụng cái khác ha, ca to bài hát, ví dụ như là Tuấn Hưng là ai chẳng hạn, để xem mà nó có trả lời không ha, nó bị lag rồi. Tuấn Hưng là ai, thử nó có trả lời không, nó không trả lời, nó bị lag thôi các bạn ha, nó bị lag á, nó kiểu dạng như nó không có xử lý sao đấy đó. Thì các bạn có thể thử nghiệm bằng cách này. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình các bạn nha, và hãy ủng hộ mình bằng cách sử dụng mã giới thiệu ở dưới bình luận đầu tiên hoặc là trong mô tả video ha. Còn bạn nào chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy lập tức đăng ký Bi để các bạn, mã giới thiệu của mình vẫn là Bi Casso các bạn nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn các bạn lại video sau.